rất đẹp nha anh em nhá. Kéo 4,5 m về bàn giao cho khách đây. Để mang diều thửa ra thả nhá. Gió đẹp quá nhưng hôm nay không có người để lâm 10 m. Đầu tuần nên là anh em đi làm hết ok. Chào các anh em đã quay trở lại với một khoảng trời riêng nhá. Em ơi. Hôm nay đưa anh em hàng loạt đại trà thôi. Tâm vậy. Mày bày toàn đại trà to rồi. Vâng. Chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của chiến dừa xiêm đầy mạnh mẽ nhá. Vâng, sau khi mà mất combo hoa quài 70 thì anh đã sắm hẳn hoa quài đi 8 mấy luôn. Bay hẳn đại trà 4 mét mấy này. 4 mét hả? 5 mét tròn. Theo thế là đến đại trà màu xanh kia nhá của anh Hứa Văn Đảng. Đi rồi. Cắm quả hơi dã man đấy. Vâng. Sau đây sẽ là siêu phẩm 3 mét xanh dương của chiến dừa xiêm nhá anh em nhá. Chào anh em nhá. Ok nhá. Quài ở đây bao nhiêu đấy? 63 thôi. 63 thôi đúng không? Trước lấy mới lấy lại ông đúng không? 6 của anh Tường. 6 anh Tường à? Tâm của anh Tường đúng không? Hay quá. Anh hôm nay là nhân vật chính của anh em mình đây nhá, 5 mét đại trà. Cùng nhau bắt gà. Ừ, nghe đấy. Nhận thức thấy ra. Kia lèo cao rồi. May có không gãy. Con này lèo được đấy tí. Lên đi em à. Ai đây, bố đọc
quán của em ấy, thằng Quang Phu em ở quán đấy, em đã không ở cửa hàng. Em nữa cao lèo. Không dám ra giày. Về với siêu phẩm 5m đại trà của chúng ta anh em nhá. Diều gái đi ba làm à? Gì? Em làm. Em làm à? Bát bao nhiêu đấy? Bát 25 à? 30. 30 hết à? Thế rồi, cái kia là mình rút ra cắm lại thôi, cắm nó sao còn này. Cũng gái dã man lắm anh em. 30 hết. Hoa quài này đi bao nhiêu em? 86 đi. 86, mấy cân? 2 cân 2, 2 cân 3. Ôi, dài yếu rồi. Kéo xuống thôi. Kéo xuống thôi em yêu ơi. Kéo xuống đi. Kéo xuống, dài yếu. Kéo luôn đây đi cho đẳng cấp. Con này đẹp lắm anh em ạ, bộ này đẹp lắm. Bộ này đẹp giờ bằng bộ anh người vận chuyển đấy. Đạt 30 hết anh em ạ. Con này bay lần nào chưa hả Duy? Anh em lấy vân đẹp nhỉ? Ngày xưa vân nó có được đẹp này đâu nhỉ? Giờ phải có thủ thuật gì ấy nhỉ? Hai mốt quả em? 19 ạ. 19 ạ. Đếm câu hỏi. Đếm câu hỏi. Đồng chí gió to đi rồi. Cần đi rồi. Ủa giá kìa. Ok. Đi. Đi rồi. Không đỡ nữa. Cụ đi. Gió đã đổ đẹp anh em nhá. Để lên 5m đại trà hoa còi D gần độ 9, 19 quả. Đấy,
gieo để bay mấy con diều cũ ấy. Đấy, cho hai ông to quài lên nhá. Siêu phẩm này vẫn bán 11 triệu nha anh em nhá. Hòa đàn hết lực này. 15 mét rưỡi của Tuấn này. Ông vừa rồi là chạm cái là gãy một bên nan đuôi này. Sáo chia làm 4 khúc này đã có cọc mới rồi. Ok rồi đấy. Cước này phải hơn hả? 3 ly 2. Vâng. Combo của Lý của mình được không? Duy Chiến nhá. Hả? Chịu à. 5m, hoa quái 89 đúng không em nhỉ? 86 à? 19 quả. Chiến. Bây giờ bạn bắt. Này nó kém lắm, nó không lấy được. Đi anh đi, hai anh em đi. Anh em phát biểu cảm tưởng bộ sáo kêu hay quá nhở, kêu gầm kinh đấy, sướng không? Sướng không? Sướng bình thường. Thôi nói chung là mất rồi mới có sáo hay để mà chơi đi đúng không? Duy công nhận không? Đấy hai anh em ấy, một thằng cứ đứng chổng mông vào đít thằng kia nhá, vào mặt thằng kia nhá. Đấy đây là trung tẩy này, hai ông này trung tẩy này. Thôi quay đi, quay nhiều lên sóng nhiều ngại. Đi. Đang chờ anh buộc gốc dây không bắn. Mẹ là một tiên biết cái quảng thổ thả 5m phải trả nữa. Đen đen. Mét đấy trả. Tá thì đéo thả. Trả nghe 6 thích không? Kiểu rất ầm luôn. Anh đã đi từ từ ra kia chưa nào? Mới thả dây đi.
tôi rồi, chết tôi. Tiếp tục cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ là siêu phẩm mấy mét hả bạn Bình ạ? 5m2 ạ. 5m2 à? Diều của Nguyễn Anh Tấn nha anh em nhá. Độ vai rỗng, nan đỏ này. Cõng bộ 110 còi thủy nguyên của anh Tường này. Không phải có mỗi lỗ thì ông bay hoái sẽ ông kéo được. Không cái này. Quài thủy nguyên nhé anh em nhé, quài thủy nguyên khác quài kiến thụy là con nhì kéo suốt luôn nhưng không vỗ. Thế là những anh em mới chơi thôi, còn đâu là những anh em chơi lâu rồi thì điều đó là điều hiển nhiên thôi. Cứ vào đi đã rồi cặp sau. Anh Tường ơi, bộ này là xuất chuồng là mấy đồng nhỉ? Bộ này không phải của anh đâu. Không phải của anh á? Ai làm ấy? Anh làm nhưng mà của Bính. Anh làm nhưng mà của Bính ấy. Ví dụ giả sử mà xuất cho khách bao nhiêu nhỉ? Ống này phải nhân 11 đấy nhỉ? Nhân 10. Nhân 10 à? Dài nhỉ? Khách bây giờ phải hỏi chủ nhân của sáo. Anh Diều 5m2 của nghệ nhân đẹp trai nhá. Một màu. Ngược áo rồi. Xanh đen. Ngược rồi, ngược rồi. Ai lắp? Ông lắp đi, tôi lắp đâu. Ông nào lắp đấy? Em lắp đâu? Vâng, Tuấn Tennis về để đi dạy tennis anh em nhá. Anh em nào đặt diều muốn học tennis thì cứ liên hệ Tuấn Tennis nhá. Biệt danh là bao cơm. Lên rồi. Một màu xanh xanh. Xanh này như kiểu xanh tím ấy nhở. Mới tinh ấy nhở, chưa bay phát nào đúng không? Ôi, quả không cái này thừa đấy. Alaska nha, Alaska, USA này anh em này. Thôi thôi, được rồi. Được chưa? Được rồi. Ok. Ngược nắng. Ôi, bộ sáo này nó phải bằng con diều luôn anh em ạ. Anh Tấn ơi, bộ nào mà anh chơi đây anh ấy? Nó rất đẹp anh em nhá. Tiếp đến sẽ là đại trà đen xì của em Duy 8 tuổi và Hòa Âm nhá. Hòa Âm đi sau mấy em nhỉ? Đi 68 à? Đi 68 thì mùa đông rõ nhưng mà mới lên âm nhá. Lên nào. Quả điện. Siêu phẩm quả điện. Mít giờ vần đẹp thật đấy. Cái mít giờ vần đẹp đấy. Mình rất đẹp nhá. Ngắm nè. Được rồi. Cho nó căng lên tí. Anh em nếu cần số điện thoại của nghệ nhân thì sở lại clip ngay sau dưới clip này nhá. Lại 957. 957 957. Vừa nói xong tự dưng ông Từ ông lại cầm 4 khúc. Vẫn sắp. Đẩy lên nút đó. Đẩy lên tí. Đẩy nữa đi. Sắp sớm này còn. Thế đến biết đâu. Con này bay phát nào chưa hả Duy? Mới tinh lần đầu luôn à? Cẳng đấy. Đèo đầu anh em nhá. Con này 3m rưỡi nhỉ? 3m8 à? Toàn tự tay làm thôi. Chỉ có mỗi sáng mà đi mua thôi. Ui, bổi lặng phết này. Cân. Một cân à? Cân. Cả cọc một cân. Hòa đàn đấy.
Đâm lên cái mẹ sáo đéo. Đứng im hết rồi anh em ạ. Đẹp quá. Xem mâm mùa bộ rồi như nào nha anh em nhá. Năm mét hai ngoài đêm 110 nhân 10 anh em nhá. Bộ này mấy cân nhỉ Bình nhỉ? 2 cân 7 à? 2 cân 7 anh em nhá. Gió rất đẹp. Xong phát là đến em đại trà. Chưa bay phát nào nhá. Quả đen. Gió to này sợ cái gì, thẳng đường phát lích luôn. Không, đứng thẳng đường luôn. Không phải do ghé đâu, mấy con diều kia lánh thôi. Phẳng quá, phang vào cột đèn kia. Diều to này không đâm được, phát được đâu, mà kiểu gì nó cũng vẳng. Không vẳng được, anh yên tâm đi, không sợ. Đâu, nó vẳng vào cột điện, nó tát đấy. Không sợ, có nghệ nhân ở đây ta lại làm lại, lo cái gì mà cứ thẳng đường. Thẳng đường. Hay là vào bên trong cái lán gì đó. Không, anh cứ thẳng đường đi, em nhún nhẹ bắt nó lên, làm sao nhở. Con diều hiền, cái cá hiền không thì... Cho anh đang cuộn dây kìa anh ơi. Anh nói này. Đâu, ngắm đi bắt nào đi. Đi thẳng đường mắt nào, ok đi. Ờ. Đúng đâu, anh cũng đúng. Chơi thẳng đường bê tông luôn anh em nhá. 5m2. Trên đang ngỡ vỡ đâm lên vào thẫm ngay. Đâm vào thẫm gió luôn. Vỡ kêu khét lét luôn.
Tiếp tục chương trình của chúng ta, con này là 3m8 đúng không nhỉ? 3m8. Xem em nó lèo đầu như nào nhá anh em nhá. Phẳng đét. Không biết bay ổn không. Ăn ngay. Rất là nổi.